đất của nền văn hóa huyền thoại cổ xưa, đất khởi xuất chiến công của thiên tài Nguyễn Huệ, góp phần lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta một trang vô cùng oanh liệt. Bình Định xứng danh là miền đất võ. Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền. Câu ca ấy như khí phách trước núi non hiểm trở chắn đường phía tây, hồ báo dập dình sau lá rậm. Phía nam núi dựng vách đèo, thừa còn hoang vu là đầy cảnh hãi hùng đạo tặc. Cư dân Bình Định muốn tìm mở lối giao lưu hiền hòa, lại chạm gót chân vào biển sóng. 10 con sóng đổ vào bờ thì 7 lành 3 dữ, muốn cưỡi lên chiều cường sóng hỗn phải đủ sức can trường. Nắng như đốt lửa trên vai, cái bóng người in xuống cát, dẫm bàn chân lên là bỏng rát. Thiên nhiên khắc bạc ấy buộc phải có sức chống đỡ bền dai. Người Bình Định muốn tạo cho mình cái thế vượt cường từ trong dân quốc, để trước mọi hiểm nguy ập đến vẫn ung dung nhịp thở, thanh thản tiếng cười. Con gái sinh ra muốn dịu hiền tay chỉ tay kim, muốn thả giọng hò câu lý và mắt lưới mà rủ dê tôm cá dưới đầm thị nại. Mà nào có được, trời nổi gió dông, đất chật bước quân thủ, buộc cả nữ nhi cũng phải xông pha vào ngọn roi thiếu võ cùng với mọi tầng lớp mà gìn giữ lấy quê hương. Ai về Bình Định mà coi, câu ca ấy có từ ngoài An Lão đến cuối chân đèo Cù Mông, từ miền Bình Khê ép mật nấu đường đến trước cửa Phật đài, thế võ chen vào tiếng mõ cầu kinh. Về Bình Nghi, đất Tây Sơn cũ, làng Bình Dị từ bờ cây mái ngói, dù đã xoay vần theo 3 thế kỷ binh đao, không phải chỉ một người lừng danh mà cả một họ Phan lưu truyền, tộc phả xương xuê như cây đâm cành tỏa nắng. Cây roi thanh kiếm đã truyền tay từ cổ tổ cao tầng xuống đến tử tôn kế tục. Người đang hiện hữu cũng vào bậc cổ lai hy, đó là võ sư Phan Thọ. Võ sư nói, đây là miếng võ gia truyền. Đúng vậy, người cùng thời cùng tuổi với cụ ở Bình Nghi còn khá đông, nhớ khá rõ rằng võ công của dòng họ Phan như sông chảy không ngừng, và thời nào cũng nổi lên những bậc lừng danh. Trẻ em được nhìn tận mắt mà khoái thích rằng đất Bình Nghi của các em có cụ Phan Thọ xưa đã từng đánh nhau với Hồ. Thank you.
truyền dạy cho con cháu, đó là lời thề thiêng liêng, và con cháu gìn giữ, phát huy mãi mãi. Điều có thể giải thích vì sao lịch sử qua ba bước thăng trầm, các triều vua khi hưng thịnh, khi bại vong, mà môn phái võ Tây Sơn vẫn ở trong tay dân cày nơi thôn dã. Võ Bình Định có gốc rễ từ sự sáng tạo ra sức mạnh tự vệ. Nhưng khi phải đối mặt với bất cứ thế lực tàn bạo nào thì biết vận dụng thành chiến thắng. Người cao tuổi ở Bình Nghi còn lưu giữ ấn tượng các võ công thắng giặc trở về. Lại sang Thuận Truyền, vùng khô cháy quanh năm, đất không nuôi nổi kiếp người Lam Lũ, chưa mấy ai được một phút trang điểm thư nhàn. Nhưng cây dựa vác trên vai sẵn sàng bổ xuống thành một thế võ bão giông. Trong mỗi con người đang vất vả làm ăn tiềm ẩn một tinh thần quắc thước, một khí phách ngoan cường. Khi đất nước sục sôi, quê hương lâm trận, sẵn sàng nhóm thêm ngọn lửa của mình, của gia tộc mình, sẵn sàng vén tóc giả trai mà xông vào nơi chiến trận. Bởi cả khi bình an, xong việc ép mật nấu đường, là cả nhà cả họ say mê luyện tập đường roi tay kiếm. Võ nghệ đâu chỉ dành cho nam nhi, vợ nép cửa trông ra, nhìn theo cái bóng mà góp lời mách bảo, để chồng hoàn thiện nữa từng bước đi thế chủ. Rừng miền Tây Bình Định. Ở đó bà con các dân tộc ít người như Bana, Sarai cũng từng ngang dọc tay cung tay nỏ. Võ Tây Sơn khéo kết hợp vào phía võ cổ truyền của người Kinh, tạo sự cộng hưởng lực của người và vũ khí. Trong các cuộc giao tranh, môn võ này đã phát huy được sự tiến công khi xa khi gần rất lợi hại. Cánh tiên này như chạm tiền tiêu vùng An Thái cũ, nơi ba anh em Nguyễn Tây Sơn gặp được bậc thánh sư, truyền cho khí phách anh hùng trong từng bài luyện võ. An Thái vốn là vùng người Hoa trú ngụ đã lâu đời, mượn bến sông Côn mà mở đường làm ăn về phía biển. Người Hoa mang theo môn phái võ Trung Hoa giao hòa với môn phái của đất này, lập ra những võ đường và chiêu tập võ sinh khắp xứ, biết triệt để dựa vào và tạo thêm sức mạnh của binh khí. Bao đời nay đã sản sinh ra từ An Thái những võ sư tâm huyết và truyền nghề hết sức công phu.